Xin chào các em, bây giờ cô sẽ dẫn các em giải bài 84 ở trong trang 43 sách 6 khoa toán lớp 6 tập 2 Đề bài như sau, tính Ở đây các em sẽ phải thực hiện các phép tính chia hai phân số Như vậy, để chia được hai phân số thì chúng ta sẽ lấy số bị chia nhân với nghịch đảo của số chia Cô sẽ dẫn các em như sau Đầu tiên ở câu A Âm 5 phần 6 chia cho 3 phần 13 sẽ bằng âm 5 phần 6 nhân với 13 phần 3 bằng âm 5 nhân với 13 là bằng âm 65 phần 6 nhân 3 là 18 tiếp theo âm 4 phần 7 chia cho âm 1 phần 11 sẽ bằng âm 4 phần 7 nhân với âm 11 phần 1 âm 4 nhân với âm 11 là bằng 44 phần 7 nhân 1 là bằng 7 bằng Ở đây các em có thể thấy rằng âm 15 của các em là số nguyên thì chúng ta sẽ viết dưới dạng phân số là âm 15 phần 1 nhân với 2 phần 3 Chúng ta sẽ rút gọn âm 15 cho 3 thì ở đây sẽ còn âm 5 x 2 là bằng âm 10 phần 1 x 1 là bằng 1 như vậy sẽ bằng âm 10 Câu D 9 phần 5 chia cho âm 3 phần 5 sẽ bằng 9 phần 5 nhân với âm 5 phần 3. Chúng ta sẽ rút gọn 5 cho 5 và 9 cho 3. Thì ở đây sẽ còn 3 nhân với âm 1 là bằng âm 3. Phần 1 nhân 1 là bằng 1, vậy bằng âm 3. Câu E. 5 phần 9 chia cho 5 phần âm 3 sẽ bằng 5 phần 9 nhân âm 3 phần 5. Chúng ta cũng rút gọn 5 cho 5 và âm 3 cho âm 3 và 9 thì ở đây sẽ còn 1 nhân với âm 1 là bằng âm 1 phần 3 nhân 1 là bằng 3. 0 chia cho âm 7 phần 11 thì sẽ bằng 0 nhân nhân với 11 âm 11 phần 7 thì sẽ bằng 0 bằng 3 phần 4 3 phần 4 chia cho âm 9 thì sẽ bằng 3 phần 4 nhân với âm 1 phần 9. Chúng ta sẽ rút gọn 3 cho 9. Thì như vậy sẽ là âm 1 nhân với 1 thì sẽ bằng âm 1. Phần 4 nhân cho 3 là bằng 12. Như vậy cô vừa dẫn kem giải xong bài 84 ở trong sách giáo khoa.